từ vị trí bạn mình chuyển có yêu được không? Để anh còn biết mà kéo thiên đời vì em ngược gió ngược dòng. Em chọn real fan hay là real love? Cho anh xin cái name để xác định chức vụ nhau chưa cơ. Nhưng mà vài dòng thư anh gửi đến em, tình yêu này dường như mùa xuân đã tới gõ cửa để xem. Thế nên từ vị trí bạn mình chuyển có yêu được không? Để anh còn biết mà kéo thiên đời vì em ngược gió ngược dòng. Sẽ anh đưa về em cứ như bạn thân thôi. 5 năm cũng đã lâu rồi, sợ nói hết ra em sẽ ngại, sợ nói đau riêng mình anh. Mùa đông đến rồi, thu qua dần đi hạ ta. Hay là tôi bất chấp hết nói yêu em, dù cho ngày mai có ra sao, dù em chẳng yêu gì tôi cũng không.